Chiều nay, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng có buổi làm việc với Thường trực Hội Nông dân thành phố về thực hiện chủ trương hợp tác truyền thông trong năm 2023. Cụ thể, thực hiện quy chế phối hợp số 129 ngày 14 tháng 12 năm 2022 giữa Ủy ban Nhân dân thành phố với Hội Nông dân thành phố, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Thường trực Thành hội đã thảo luận trao đổi về kế hoạch phối hợp xây dựng chương trình chuyên mục về Nông dân Đà Nẵng phát trên sóng Đà Nẵng TV hàng năm. Trong đó thống nhất về format chương trình, số lượng chuyên mục trong một tháng, một năm, cũng như phương án triển khai truyền thông qua các nền tảng, kênh phát sóng của đài. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hoạt động tiêu biểu trong công tác và phong trào nông dân trên địa bàn, các gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình kinh tế, nông nghiệp mới gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, các chính sách vay vốn cho nông dân, hỗ trợ sinh kế, lao động nông thôn, vai trò của nông dân Đà Nẵng đối với sự phát triển thành phố. Ngoài chuyên mục, hai bên cũng bàn bạc mở thêm một số tiểu mục chương trình tọa đàm liên quan đến nông dân thành phố.